Đây là trường tiểu học Trần Đạo nè bữa. Hồi xưa là trường tiểu học Cầu Kho. Ngã tư Trần Đạo với Trần Đình Xu. Hồi xưa là phát diện. Thì xin thưa bà con Bắc Sài Gòn, bây giờ ngày hôm nay là ngày 18 tháng 11 2024. Bây giờ là 8:30 sáng rồi bà con. Và Mai Cồ đang có mặt ở đây. Hồi xưa ở bên đó là nhà của bà Bồng Thơ của bà con. Hẻm ông sửa giày ở đây nè. Rồi đó ngay cái đầu hẻm này có ông sửa giày dép. Vinaco. Đường này đường Hồ Hớn à. Mình dạo vòng đây ha. Hổ Hớn này hồi xưa là đường Quỳnh Quang Tiên. Ở đó đây là cái công an phường nè, giờ trường mầm non Cô Giang. Bên đây là giờ hành tự do ha, nhà hàng tự do. Xưa nhớ là như là quán cà phê hay gì đó Ngọc Linh, trường mầm non Cô Giang nè. Ở đây là đường Cô Giang nè. À, bà con cô bác xem lại đường Cô Giang ha. Cháu lòng bà Út. Giờ chắc con bà bán quá, chứ hồi xưa lúc mà ba Mai Cồ còn ăn á, bà bán ở ngoài lề đường ở trên đây nè. Bà bán bà có cái gánh cháu lòng thôi. Thì trên dọc dọc cái khúc này nè, hôm nay gánh chỗ này, có khi gánh chỗ kia, ngồi ở ngoài vách tường á. Đây có nhà thuốc Long Châu. Đây chùa Linh Sơn, trường tiểu học Lương Thế Dinh. Chúng ta vừa mới đi ngang qua cái chợ Cô Giang á bà con. Đó đây có xe nước mía nè. Hôm nay không có bán. Nước mía đó nghe nó bán từ thời ông vua Bảo Đại luôn á. Sài Gòn bây giờ chỉ có hai chỗ bán nước mía ngon thôi. Mà cái mía nó làm ngon lắm. Một đó là trên Phú Nhuận á, hai là dưới đây Đình Nhân Hòa. Ở đây nó vẫn còn mấy cái biển hiệu nè bà con, còn sót lại thời chợ Cầu Muối trước năm 75 luôn. Xanh Lợi nè, sạp số 11, 12 vẫn còn em bà con. Ngọc Tuyết nè, đây là số 1 nè. Ra 30 cầu quẹo qua đây đường Nguyễn Công Trứ có chợ Dân Sinh. Đây là đường Vét Xanh nè, đường Nguyễn Công Trứ, khu chợ Dân Sinh nha bà con, cái cổng chợ đó. Đây là chùa Phụng Sơn Tự. Đây là đường Nguyễn Thái Bình. Đường Nguyễn Thái Bình này hình như hồi xưa nó tên là Nguyễn Văn Sâm, không biết đúng không nữa. Đường này đường Cánh Mét nè. Ở đó đây nè bà con, cái nhà này nè có cái bà bán bánh bột ngon lắm, buổi chiều á là bà bán. Bên kia là cầu Cánh Mét. Dịch quay hai chị em. Bán song hành tại Việt Nam và Hàn Quốc. Campuchia. Chúng ta đang ở đây là đường Nguyễn Công Trứ nè, bà Nguyễn Công Trứ Phó Đức Chính. Vậy là bên tay phải này hồi xưa là nhà, là cái ngân hàng của ông Nguyễn Tấn Đời á. Hôm nay là ông bị ông Thiệu chơi cho tán gia bại sản luôn á. Dân Sài Gòn hồi xưa ai cũng biết. Ngân hàng của ổng làm ăn phát tài lắm nha bà con. Đúng là người giỏi ha, người giỏi là làm gì cũng giỏi. Sau này cái ổng ra nước ngoài bà con, nghe nói ổng cũng thành công ở nước ngoài nữa. Ở đây là hồi xưa là rạp ca thay nè bà con, rạp cine á, giờ làm ngân hàng. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này xưa là đường Công Lý. Khu này là khu chứng khoán với ngân hàng nhiều lắm rồi. Chúng ta tới đường này là đường Pasteur. Bún ốc Cô Huyền, chính gốc Hà Nội, chi nhánh số 10. Kiểm toán nhà nước này nè bà con, hồi xưa trước năm 75 có một thời gian là từng là đại sứ quán Đài Loan đó bà con. Sinh viên trường Cao Thắng nè. Hồi xưa trường này là chỉ dạy công nhân, bây giờ là sinh viên là ra cử nhân nữa bà con. Hồi xưa ở đây là trường trung cấp, là chuyên đào tạo công nhân á. Giờ đã được nâng lên thành trường cao đẳng rồi. Cao đẳng là ra được cử nhân rồi nha bà con, là ra làm thợ được rồi đó. Nhưng mà nó không ngon bằng mấy cái đại học bách khoa hay là đại học sư phạm kỹ thuật thôi. Hồi đó ba Mai Cồ chỉ nhớ ăn máng là trường Cao Thắng này nó tương đương, nó giống như là dạng như dạy nghề vậy đó. Đường này là đường Tôn Thất Đạm, khu chợ cũ nè bà con. Khu chợ cũ này hồi xưa là giống như một cái khu chợ trời vậy đó. Nơi đây là người dân đem đồ ra đây bán. Trước năm 75 thì đây là khu BX của, bán mấy hàng BX của Mỹ. Sau năm 75 cái khu chợ này cũng sầm uất lắm bà con. Bà con cô bác có đồ gì bà con bác đem ra đây bán. Ra phía bên ngoài kia thì sách báo dở. Còn đây là nó thu mua hết bà con. Sữa nội, sữa ngoại gì đó là thu hết. Khu này là hồi xưa là được ví như là khu chợ trời lớn nhất ở Sài Gòn đó. Rồi không biết từ năm nào bắt đầu nó dẹp, bắt đầu chuyển qua cái khu chợ trời đường quận 10 đó bà con, khu chợ trời Nhật Tảo. Chứ hồi xưa vòng đây là bông bán sầm uất lắm, cái gì cũng bán ở đây được. Rồi mình ra đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chả bà con bác đi dòng phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bãi ba Mai Cồ làm ngâm cà phê ha. Bên tay phải ba Mai Cồ đây xưa rạp Eden, tòa nhà Eden, có con đường đi vô rạp Eden đây nè bà con. Ở khúc trên này bà con bác nhớ không? Hồi xưa là bán vé máy bay của hãng Air Việt Nam á. Sau năm 75 thì nó là cái hãng vé máy bay Việt Nam Airlines ở đây. Sài Gòn Tourist cũng ở đây. Trời ơi, bắt đầu bây giờ là đi chụp hình Tết rồi, trời đó bà con. Đây là hồi xưa là tòa đô chánh. Khu này hồi xưa ba Mai Cồ nhớ là đậu mấy chiếc xe buýt ở đây nè bà con. Một cái bãi đậu xe rất là lớn ở đây. Giờ mình quẹo qua đường Pasteur. Thật sớm